Xin chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Vặt 789. Đầu video mình xin gửi đến lời xin lỗi các bạn vì trong thời gian này mình không thể làm những cái video chế tác như ngày xưa nữa để phục vụ tất cả các bạn. Chính vì cái lý do là nói chung là nó bận các bạn ạ, vì cái cuộc sống mưu sinh cả thôi, nên là các bạn cũng thông cảm. Thay vào đó thì mình sẽ làm một loạt các video về review sản phẩm để mình lấp khoảng trống trong thời gian này. Thì cũng rất mong là các bạn sẽ thông cảm và luôn luôn ủng hộ kênh Mèo Vặt 9 nhé. Và cái sản phẩm ngày hôm nay mình review các bạn, đó là một cái sản phẩm có thể nói bất cứ ở vùng miền nào và trên cả đất nước Việt Nam này trong thời gian này sẽ cần thiết đến nó. Đó là cái gì? Đó chính là một chiếc cặp học sinh, đúng không ạ? Bạn nào lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hay như thế nào thì chắc chắn các bạn biết cái mùa này sắp đến cái ngày tiệu trường rồi, ngày khai giảng, thì chắc chắn các em sẽ cần những cái cặp để cái cặp đấy đi học. Thì ở đây thì nhà mình thì có một thằng em nhỏ, em gọi là chú em đấy, học lên cấp 2 rồi. Thì mình cũng có lên Lazada để mình mua một cái chiếc cặp da ở trên Lazada. Thì theo như nhận xét của mình thì mình tìm thấy cái cặp đấy rất là đẹp, vì nó sử dụng bằng da màu nâu. Và trên đây thì mình xin lỗi các bạn là ở đây mình sẽ không tiết lộ thông tin của shop bán hàng, bởi vì là nó liên quan đến cái vấn đề là khen chê sản phẩm đấy. Và bây giờ thì sản phẩm bên trong đây như mình đặt hàng ở trên Lazada thì rất là đẹp, rất là ngon, có nghĩa là da rất tốt, nhìn trong trên hình ảnh. Bên trong thì nó sử dụng bằng vải, có nghĩa là rất là bền, theo mắt mình thì mình thấy được, trong với tầm giá là 183.000 kể cả tiền vận chuyển. Thì các bạn cũng thông cảm cho mình vì là vấn đề khen chê, mình không có để tiết lộ về cái thông tin của nhà bán hàng nhá. Đó, ok, thì không nói thêm nữa. Thì ở đây là một cái gói hàng, các bạn nhìn thấy đây, giá sản phẩm ở đây các bạn có thể thấy là 183.000 Việt Nam đồng tròn luôn, đến tay mình nhận. Còn cái tiền vận chuyển của nó rơi vào khoảng tầm 14-15.000 gì đấy, thì sẽ ra là cái tiền vận chuyển có 14-15.000 đấy, còn cái tiền sản phẩm là 160.000 thì sao đấy. Và ở đây tên sản phẩm là cặp nam Lata CA12 da nâu, đó là tên sản phẩm rồi. Và xung quanh cái bộ sản phẩm này thì họ bọc bằng một cái túi gói hàng bằng giấy, và ngoài ra thì không có gì hơn. Ok, nó là như vậy. Và bây giờ mình sẽ tiến vào, mình sẽ mở hộp xem bên trong có đúng thực chất như nhà bán hàng người ta chụp ảnh ở trên trang Lazada không các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta phải nên cẩn thận vì bên trong này nó rất dễ bị xước bởi vì là nó bằng da. Cái hộp mà làm về bên thời trang họ đóng gói rất là đơn giản, đúng không ạ? Nó không giống như cái đồ mình đóng hàng điện tử. Bởi vì hàng điện tử là chúng ta phải cần có hộp giấy, hộp cứng đàng hoàng. Thì không, nếu mà trên đường vận chuyển nó sẽ bị móp mép những con linh kiện. Còn đây thì cái hàng quần áo hoặc hàng giày dép thời trang thì họ không lo vỡ, lo gì cả, nên là họ có thể đóng bằng cái giấy như thế này. Rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Rồi, ok. Như các bạn thấy bên trong cái sản phẩm thì nó bọc bởi một cái túi ni lông cộng thêm một cái tem của cái sản phẩm này. Tem này nó có ghi là túi sách da Lata. Và đây là số điện thoại chăm sóc khách hàng của cái hãng sản xuất ra cái cặp này. Bên đây. Như vậy chúng ta có thể biết được là đây là hàng Việt Nam chính công nhá, không phải là hàng tàu, hàng Trung Quốc lung tung nhá. Rồi, bên trong đây thì chúng ta sẽ đi vào. Rồi, như các bạn thấy đây, đây là một chiếc cặp da màu nâu. Và khi mua hàng thì mình cũng thấy là họ quảng cáo là rất là nhiều màu, có thể là màu vàng này, màu đen, đủ các màu luôn. Nhưng mà mình đã chọn cái màu này, bởi vì màu này chúng ta sẽ nhìn trẻ hơn màu đen, đúng không ạ? Vì các em đang còn nhỏ, nếu mà mang màu đen thì nó không được trẻ trung và nó nhìn nó hơi già. Thì đây, sản phẩm thì theo như mắt thường mình nhìn bên ngoài thì chắc chắn 100% nó đúng như hình thật mình xem trên Lazada. Có nghĩa là da, chất liệu da rất là tốt. Đây các bạn thấy đây, mình bóp như thế này nha, đến lúc thả ra thì nó vẫn là phẳng, nó không theo nếp như lúc da điểu. Tất nhiên cái này nó là da hóa học thôi, nó 183.000, nhưng mà đối với đồng tiền như thế này thì chắc chắn là nó sẽ rất là đáng giá, chắc chắn luôn nha. Trên đây có một cái tem, có một logo in chìm tên là Lata. Và cái cặp này nó đóng bởi hai cái chiếc nắp bằng nam châm,
nó có thể dính lại. Cái này chắc các bạn không còn lạ gì đúng không ạ? Vì chúng ta đi học rồi thì ai cũng biết rồi. Bên trong đây thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái dây đeo rất là nặng các bạn ạ. Đúng như tay mình cầm là rất là nặng cái sản phẩm này. Và đúng như ngoài tầm mong đợi của mình. Sản phẩm rất đáng đồng tiền các bạn ạ. Bởi vì hôm mình có đi chợ ở địa phương mình, có hỏi giá một cái cặp cũng cặp đeo kiểu này, nhưng mà nó bằng da, nhưng mà da rất là cứng, rất là đều, mà họ cũng bán khoảng tầm 160 đến 190. Nhưng chất lượng không thể bằng cái này được. Vì cái này mình mua đến tận tay là 183, thì thực ra cái nhà bán hàng người ta chỉ lấy có 165.000 thì sao đó. Thì các bạn thấy đây, rất tốt đúng không ạ? Chất lượng da rất là tốt, đúng là trong tầm mong đợi của mình luôn đấy. Không khác gì với hình ảnh của họ bày bán ở trên Lazada. Thì ở đây mình sẽ không nói thêm cái tên của shop, vì là chúng ta lúc đầu mình nói là về cái vấn đề khen chê đấy. Nhưng mà ở đây mình phải nói là rất là khen cái shop này rất là tốt, vì là sản phẩm họ rất đúng với mô tả ở trên website bán hàng. Thì ở đây bây giờ các bạn muốn mua, các bạn cứ nhập mã sản phẩm này hoặc là tên cặp sản phẩm này, các bạn nhập lên Lazada hoặc là trên Google, các bạn sẽ thấy được cái nhà bán hàng. Còn nhà bán hàng nào thì mình không biết nhá, bởi vì là tùy theo từng địa điểm khác nhau. Thì ở đây trong cái cặp này nó có mấy ngăn, các bạn thấy ngăn ngoài đây, họ làm đúng bằng vải như lúc nãy mình vừa nói, đúng bằng vải nhá, không phải là bằng ni lông. Và các cặp khoảng tầm hơn 100 thì họ sẽ làm bằng ni lông thì rất là nhanh bị rách, là thứ nhất. Đó là một ngăn, đây là hai ngăn này, đây có thêm cả cái ba ngăn này, tiếp tục này, ở đây không còn ngăn nào nữa, và đây có một ngăn nhỏ. Và trong đây thì nó cũng có một cái logo tiếp là Lata, vẫn là logo in chim của nhà sản xuất. Và theo như mình nhận xét tổng quan và như các bạn xem trên hình ảnh đấy, chiếc cặp này rất là đáng giá, rất là đáng với đồng tiền đúng không ạ? 183.000 về đến tận tay của mình ở tại Thanh Hóa, mà mua cái shop này chắc là hình trong thành phố Hồ Chí Minh. Mình chuyển theo cái hình thức chuyển tiêu chuẩn, thành ra là giá chuyển hàng rất là rẻ. Nhưng các bạn nhìn đây, bóp như này nhưng mà thả nó ra vẫn phẳng như thường, có nghĩa là chúng ta biết là cái da rất tốt đúng không ạ? Rồi ok, như vậy là hôm nay à đây còn thêm nữa, các cái đính này nó sử dụng bằng đồng gọi là cái những cái bằng đồng mạ thôi, chứ không phải là bằng đồng thật sự đâu, nhưng mà nó cũng mang đến cái sản phẩm rất là tốt đúng không ạ? Bằng da tất cả. Ok, sản phẩm rất tốt nhá. Đây có thêm một cái ngăn nữa cũng bằng vải luôn nhá, các bạn thấy đây. Rồi ok, như vậy là mình đã review xong cái sản phẩm ngày hôm nay, các bạn đã thấy đấy, sản phẩm rất tốt so với mong đợi của mình và trên cái giá sản phẩm hiện tại. Thì video của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video review sản phẩm mới sau.